bị chế nhạo là cái nấm lùn, Franz Schubert suốt đời phải đối mặt với đói rét, bệnh tật và cô đơn. Trong 19 năm sáng tác, người nhạc sĩ Đoàn Mạnh này đã để lại cho đời gần 1.000 tác phẩm. Đấy là những hạt kim cương sáng ngời được chắt lọc vội vàng từ một cuộc đời tối đen như mực. Tôi đến với Schubert vào một ngày đông, cha tôi qua đời ít ngày sau lễ Giáng sinh năm tôi 13 tuổi. Ông là người đã từng đưa tôi đến với cái thế giới của Beethoven qua bản Symphonie Pastorale, giai đoạn khó khăn của những đứa trẻ mới lớn mở ra trước mắt với cô đơn và ưu buồn. Thế rồi tôi khám phá bản Symphonie còn dang dở của Schubert, một viên kim cương lung linh trong bầu trời đen tối. Schubert đưa tôi thoát khỏi mùa đông. 40 năm sau, tôi muốn được cùng nhạc sĩ Schubert trở lại với mùa đông, người đã đến và vĩnh viễn từ bỏ thành viên vào một ngày đông buốt giá. Thưa quý thính giả và các bạn, vừa rồi là lời tựa mở đầu cho cuốn Un hiver avec Schubert, xin được tạm dịch là trải qua mùa đông cùng nhạc sĩ Schubert, nhà xuất bản Boucher Chastel, tác giả là nhà báo chuyên về dòng nhạc cổ điển Olivier Bellamy. Trong cuốn sách hơn 270 trang này, Bellamy đưa độc giả đến gần hơn với thế giới của nhạc sĩ người Áo Franz Schubert. Bắt đầu sáng tác từ năm 13 tuổi và cho tới hơi thở cuối cùng khi ông qua đời năm 31 tuổi, Schubert luôn quan niệm nhạc và thơ phải là một đôi bạn đồng hành. Cả cuộc đời Schubert trăn trở với dòng thời gian, và đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt gần 1.000 nhạc phẩm mang dấu ấn của Franz Schubert. Qua rất nhiều những tài liệu, những thư từ giữa Schubert và những người bạn mà hầu hết là giới văn nghệ sĩ thành viên ở vào đầu thế kỷ thứ 19, ta biết được Franz là một chàng trai có diện mạo xấu xí, trán gồ, cầm quá nở so với cái mũi quá bé. Schubert bị cận thị, may mà ông lại được trời ban cho đôi mắt rất có hồn, gương mặt linh động. Về tính tình thì Schubert là một người ít nói, rất khiêm tốn, không thích biểu diễn trước công chúng, không thích phô trương. Franz Schubert chỉ thích chơi đàn cho những người bạn nghệ sĩ của mình. Ông dửng dưng trước những lời phỉnh nịnh, thờ ơ với những cạm bẫy của danh vọng. Với những nhạc sĩ cùng thời, Schubert không màng giàu sang phú quý. Ông đã không lọt vào mắt xanh của một nhà mạnh thường quân nào đó trong giới quý tộc của Áo hay châu Âu thời bấy giờ. Cả sự nghiệp với trên dưới 1.000 tác phẩm, thế nhưng vì không có phương tiện, sinh thời chỉ có khoảng 10% những sáng tác của ông được in ấn. Phần còn lại đã ngủ yên trong căn hộ của người anh trai Franz là nhạc sĩ Ferdinand Schubert. Về đời sống xã hội, Franz Schubert gần như là một kẻ vô gia cư, dựa vào một vài người bạn nghệ sĩ để có được một mái nhà nay đây mai đó. Schubert không có việc làm chắc chắn, thu nhập thì khi có khi không. Franz đã chắt chiu những đồng lương ít ỏi để mua giấy,
mực và sáng tác. Gần như cả cuộc đời, tác giả của bản Symphony Inashavi không có được một mái nhà, lại cũng chẳng có được chiếc dương cầm để bầu bạn. Vì vậy, có rất nhiều những sáng tác của chính mình mà Franz chưa bao giờ được nghe qua. Thường xuyên, trong cảnh bữa đói, bữa no, Franz Schubert sáng tác trong giá rét, buốt lạnh. Schubert có thói quen soạn nhạc vào buổi sáng, thích đi xem kịch, thích uống bia với bạn bè. Cái thế giới của Franz gần như là không có bóng hình của đàn bà. Teresa Grob và Caroline Esterházy là những ngoại lệ hiếm hoi. Schubert là cô em gái của những người bạn trai, là vị hôn thê của những người bạn văn mà Franz lui tới, là con gái của nữ thần âm nhạc, là người mẹ mang nặng đẻ đau cho ra đời mỗi một tác phẩm của mình. Olivier Bellamy đã viết như vậy về nhạc sĩ Schubert ở trang 164. Nhạc sĩ dương cầm không được tài hoa như Mozart hay Beethoven, nhưng Franz còn là một nhạc sĩ vĩ cầm, chơi đàn org khá tốt và cũng là một trong những nhà soạn nhạc hiếm hoi có được giọng ca thiên phú. Chẳng vậy mà ngay từ khi mới sáng tác, Schubert đã hướng về thể loại lied để phổ nhạc cho những bài thơ ông yêu thích. Trong số gần 150 nhà thơ đem lại nguồn cảm hứng cho Franz Schubert thì tác giả người Đức Goethe chiếm một vị trí riêng biệt. 70 bài thơ của Goethe đã được Schubert phổ nhạc. Bài Zuleika được nhạc sĩ người Đức Brahms sau này khen tặng, đấy là bản lied hay nhất trên thế giới. Thế rồi cũng có rất nhiều những bài thơ của Goethe mà sau này khi nói đến, ai cũng liên tưởng ngay đến những giai điệu nhịp nhàng, dồn dập đã được Schubert gieo vào lòng người nghe. Điển hình là tác phẩm Le Roi des Zones với những nốt nhạc của Schubert. Mỗi một phần thơ của Goethe như là đã chắp cánh để bay xa nghìn trùng. Huyền thoại chúa tể rừng xanh bắt cóc con nít trong văn hóa dân gian của Đức không còn biên giới. Ấy vậy mà, như là tiết lộ của tác giả cuốn Un hiver avec Schubert, Goethe đã xem thường những đóng góp của Schubert. Năm 1815, Franz Schubert trân trọng gửi sáng tác của mình đến cây đại thụ trong nền văn học Đức như là một món quà để tỏ lòng biết ơn đối với người đã cho ông chất liệu sáng tác. Thế nhưng cha đẻ của Faust đã chẳng màng đáp lại. Ở chương thứ 15 về mối quan hệ giữa Goethe với Schubert, Olivier Bellamy viết: phải chi mà Goethe chịu mất một chút thời gian viết vài dòng cảm ơn thì chắc chắn là sự nghiệp của chàng nghệ sĩ nghèo còn vô danh như Schubert sẽ tươi sáng hơn hẳn. Một lời cảm ơn của Goethe cũng đủ để các nhà xuất bản đua nhau gõ cửa Schubert, đưa những tập nhạc của ông đến với đại chúng. Đó sẽ là một món quà vô giá
đối với một chàng nghệ sĩ không điểm tựa như Franz Schubert. Là một người nhút nhát, lại không có một chút tính toán theo kiểu cơ hội chủ nghĩa, Schubert không cầu cạnh gì ở bất kỳ một ai, kể cả Goethe, để chuộc lợi. Mãi tới năm 1830, tức là 2 năm sau khi Schubert qua đời, thì lần đầu tiên Goethe mới thưởng thức bản Lied Chúa Tể Rừng Xanh đã được Franz Schubert phổ nhạc. Goethe khi đó đã bật khóc. Có thể hiểu những giọt lệ muộn màng đó như một chút gì ân hận mà tác giả nỗi đau của chàng Werther như muốn gửi đến một thiên tài đã âm thầm đem lại phép màu để văn thơ của Goethe tỏa sáng. Hai chương trong cuốn sách về chàng nhạc sĩ nghèo ở thành Vienna rất đáng chú ý. Ở chương 29 chẳng hạn, thì tác giả Anivers avec Schubert kể lại một nhạc sĩ lừng danh khác của thế kỷ thứ 19 là Robert Schumann đã mệnh danh Franz Schubert là thiên tài của Vienna, là một nhà sáng tác có chỗ đứng ngang hàng với Beethoven. Schubert bạc phúc không được trực tiếp nhận những lời khen tặng đó, nhưng có lẽ nhận xét này của Schumann là phần thưởng mà để có được thì Franz Schubert đã trả giá bằng cả cuộc đời. Trong chương 31, nhà báo chuyên về dòng nhạc cổ điển Olivier Bellamy nhắc lại quan điểm của Schumann. Nếu không có Beethoven thì Schubert không thể chắp cánh bay xa như vậy trên con đường nghệ thuật. Beethoven vừa là một đấng thiêng liêng, vừa là một người cha dù chưa được một lần gặp mặt, vừa là một người dẫn đường cho Franz Schubert. Sinh thời, hai nhạc sĩ cùng sống ở Vienna này chưa từng có dịp hội ngộ, nhưng Schubert tôn thờ nhạc của Beethoven trên hết tất cả. Tình cảm ông dành cho tác giả của bản Symphony số 5 vô bờ bến và gần như là tuyệt đối. Chỉ cần biết mình được sống dưới một khung trời cùng với Beethoven là cũng đủ để thôi thúc Schubert sáng tác. Sinh sau cha đẻ của bản Symphony Pastoral đến 27 năm, Franz Schubert đã hơn một lần thốt lên rằng ta có thể làm gì khi đến sau Beethoven. Có người kể lại rằng Beethoven cũng rất trọng tài đức của Schubert. Trong một lần tâm sự, nhạc sĩ người Đức này đã thổ lộ tài nghệ của chàng trai đó một ngày sẽ vượt xa ta. Khi Beethoven qua đời vào tháng 3 năm 1827 thì Schubert là một trong những nghệ sĩ của Áo đã được vinh dự rước đuốc trong tang lễ người nhạc sĩ đã nhận nước Áo là quê hương thứ hai. Hơn một năm sau, vào một ngày mùa đông năm 1828, đến lượt Schubert từ giã cõi trần. Franz Schubert chút hơi thở cuối cùng trên nền nhạc bản Quatuor của Beethoven. Trở về với cát bụi, Schubert yên nghỉ tại nghĩa trang Waring, cách không xa ngôi mộ của Beethoven. Năm 1888 thì mộ phần của ông được đưa về nghĩa trang trung tâm thành phố trong khu vực dành riêng cho các nhạc sĩ nổi tiếng của nước Áo. Chung quanh Schubert là những tên tuổi từng đi vào huyền thoại của dòng nhạc cổ điển như Gluck, Beethoven, Brahms hay là Hugo Wolf. Trong số những ngôi mộ đó, chỉ có Franz Schubert là người con đã thực sự chào đời ở ngay giữa lòng Vienna, nơi âm nhạc là vua.
was free.